하이펜서 bánh chưng rồi, nhưng mà em Vàng chưa bao giờ làm được một cái gì khổng lồ hết trơn á. Anh có biết bà Tân Vlog không? Bà Tân Vlog làm cái gì cũng khổng lồ đó. Bà hỏi các cháu ấy bà có ngầu không, là Vàng nói ngầu quá bà ơi, ngầu quá bà ơi. Đúng rồi đó, anh cũng thấy bà Tân ngầu lắm luôn á. Em cũng thấy vậy. Nhưng mà ước gì bây giờ mình có thể làm một cái gì đó siêu to khổng lồ luôn, chắc là các bạn sẽ thấy mình ngầu lắm á. Chứ bảy nồi bánh chưng của Vàng rồi, Vàng chẳng có làm được một cái gì ngầu hết trơn. Vậy bây giờ anh muốn chị với em Vàng thử làm một cái gì đó siêu to, siêu khổng lồ được không? Bây giờ mình làm một món ăn mà siêu to, siêu khổng lồ đi. Cái gì mà tất cả các bạn nhỏ cùng thích ăn luôn. Mà Vàng cũng thích ăn luôn. Anh chị cũng thích ăn nữa. Để món mình suy nghĩ coi. À, bánh tráng trộn. Yeah. Đúng rồi, đúng thiệt là bánh tráng trộn là một món mà tất cả mọi người đều muốn ăn luôn á. Đúng rồi đó. Vàng tự nhiên nhắc tới Vàng hết thèm bánh tráng trộn mà nè. Vậy thì ngày hôm nay em Vàng và anh Bút Chì sẽ là một bịch bánh tráng trộn siêu to khổng lồ luôn. Wow. Chứ bây giờ mà em Vàng có nhiều bánh tráng như vậy đâu anh. Đúng rồi đó, quá nhiều bánh tráng luôn em Vàng ơi. Thì bây giờ anh Bút Chì đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nếu như sẵn sàng rồi thì chúng ta cùng làm thôi. Bây giờ mình cho cái gì trước anh Bút Chì? Bây giờ mình sẽ cho sa tế vô trước nha. Sa tế vô trước. Đúng rồi. Cho hai hũ vô luôn á anh. Cho ít thôi, nhiều quá thì nó sẽ cay á. Ít thôi. Bây giờ mình sẽ cho muối nè. Mình cho vừa vừa thôi, đừng cho nhiều quá nó mặn chát không được đâu. Đúng rồi đó em về. Rồi. Hình như là vẫn còn hơi ít đó em về ơi. Mình trộn đều đi, xong mình cho tiếp. Wow, thơm của em Vàng ơi. Em cũng thấy vậy. Vậy chắc mình khỏi cho mấy cái kia đi. Ôi, vậy sao được? Bánh tráng trộn mình phải có nhiều vị hòa quyện với nhau. Bây giờ vị cay cay lại mới có rồi. Vị mặn là có rồi. Giờ mình còn thiếu vị gì nữa? Vị chua đúng không? Đúng rồi. Vị chua thì phải ở đâu ra? Chua hả? Muốn chua thì mình sẽ phải bỏ tắc. Đúng rồi, mình sẽ cho thật nhiều tắc luôn đây anh Bút Chì. Cho anh Bút Chì hai trái bự ơi là bự luôn. Đây là những cà quả tắc khổng lồ. Mình sẽ vắt nước ra cho nó thật đều nha. Nhưng mà khi mà mình vắt tắc á thì mình phải trộn đều tay liền anh Bút Chì, trước khi để mấy bạn bánh tráng ở phía trên mềm kèo. Wow, anh Bút Chì là người thấy mùi chua chua của tắc rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thêm rau răm. Rau răm. Trời ơi, có màu xanh của rau răm vô đẹp hẳn luôn các bạn.
Sau đó mình cho khô gà. Wow. Wow. Hấp dẫn quá. Các bạn nhìn nè, khô gà nè, nhiều hơn cái bánh tráng luôn. Nhìn đã ơi là đã luôn. Bây giờ bạn sẽ trộn lên. Ừ. Nhưng mà trong khô gà này có nhiều ớt quá. Ăn có khi nào mà anh Bút Chì cắn dính cái ớt không? Anh Bút Chì phải tập ăn ớt thôi. Rồi bây giờ đến gì đây, đến gì đây? Hành phi. Hành phi. Đây, anh Bút Chì bốc. Wow. Trời ơi, hành phi ngon quá à. Wow, cơn mưa hành phi. Thêm nữa đi anh Bút Chì. Nữa nha. Một miếng nữa thôi. Wow. Đây, các bạn nhìn đi. Các bạn thấy tụi mình có ngầu không? Quá ngầu luôn. Bảy nồi bánh chưng của Vàng chưa bao giờ nhìn thấy một cái thùng trộn bánh tráng bự như vậy. Ông chủ ơi, làm ơn bán cho tôi một hộp bánh tráng trộn 10 trứng luôn. 10 trứng hả? 10 trứng đây. 2 trứng. 4 trứng. 5, 6 trứng. 7, 8 trứng. 9, 10 trứng. Vậy em nghĩ cho thêm 5 trứng nữa luôn. 5 trứng hả? Trời ơi, khuyến mại 10 trứng nữa luôn. Trời ơi. 4 6 8 10. Cho em một cái hộp bánh tráng trộn mà tới 20 quả trứng. Trời ơi. Mình trộn nhẹ tay thôi. Nếu mà trộn mạnh quá thì trứng sẽ bị bể ra đó. Ủa thì nó ngon không? Ngon lắm á. Nhưng mà em buồn quá. Sao vậy? Mình làm bịch bánh tráng trộn khổng lồ chứ đâu có làm khay bánh tráng trộn khổng lồ đâu. Nhưng mà làm gì có cái bịch nào đủ bự để mình đựng cái này. Có chứ. Đâu ra một cái bịch khổng lồ như vậy được? Có, anh muốn chị được chuẩn bị sẵn cho em vàng rồi. Đâu? Đây. Ta-da. Wow. Bịch ni lông khổng lồ. Đét được. Để đừng. Bây giờ mình sẽ đổ bánh tráng vô nha. Anh mở cái bịch ra giùm em vàng đi. Rồi. Wow. Hấp dẫn các bạn ơi. Wow. Wow. Trời ơi, mình trộn như vậy mà chỉ mới được có một phần bịch thôi. Bây giờ mình phải trộn tiếp ha anh Bút Chì. Đúng rồi đó. Anh Bút Chì muốn làm cho xong quá à, để được ăn á. Bây giờ anh Bút Chì thèm lắm rồi. Cố lên, cố lên Bút Chì. Cho muối vô đi, cho hết luôn em đi. Hấp dẫn quá à. Các bạn nhìn đây, mẹ cuối cùng của tụi mình rồi. Xong bịch bánh tráng trộn siêu to khổng lồ. Yeah. Anh Bút Chì, anh Bút Chì thấy sao? Anh Bút Chì nãy giờ đang háo hức lắm luôn á. Anh Bút Chì chỉ muốn ăn một miếng thôi. Anh Bút Chì sẽ cho em vàng một miếng. Ừ. Wow.
Ngon quá đi. Vô gà thì vừa thơm thơm, vừa dai dai. Bánh tráng cũng dai dai mà còn vừa có vị mặn của muối, vừa có vị cay cay của sa tế, còn có vị chua chua của tắc nữa. Đúng rồi đó. Trời ơi, đây là một vị tuyệt vời mà có lẽ là bạn nhỏ nào cũng yêu mến. Vàng cũng vậy. Nhưng mà nói gì dự dân nữa thì chắc Vàng và anh Bút chị không thể ăn được hết bịch này đâu. Bởi vì đây là một bịch bánh tráng trộn siêu to khổng lồ. Đúng rồi. Nên là một chút nữa Vàng sẽ đi tặng cho những cư dân của thành phố Bút để cùng ăn với nhau. Ngày hôm nay tụi mình đã làm một bịch bánh tráng trộn siêu to khổng lồ. Các bạn thấy em Vàng Vlog và anh Bút chị Vlog có ngầu không? Quá ngầu luôn. Các bạn có bao giờ mà làm thử một cái gì đó khổng lồ vậy chưa? Không biết các bạn đã bao giờ làm cho Bút chị không? Chắc là sẽ có bạn làm rồi á. Vậy nếu những bạn nào làm rồi hay là dù chưa làm thì cũng để lại comment ở bên dưới cho tụi mình biết. Ngoài ra các bạn còn muốn tụi mình làm cái gì khổng lồ nữa thì để lại comment luôn. Ngày hôm sau em Vàng Vlog và Bút chị Vlog sẽ làm hết luôn. Các bạn nhớ là hãy subscribe kênh Ibenso Studio của tụi mình, bởi vì sắp tới tụi mình còn làm nhiều thử thách thú vị nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.